Cách làm trắng da mặt tự nhiên và an toàn tại nhà. Da thâm sạm, xỉn màu là vấn đề mà rất nhiều chị em phải đối mặt. Để giải quyết tình trạng này, bạn chỉ cần áp dụng 5 cách làm trắng da mặt sau để lấy lại vẻ tươi sáng, mịn màng cho làn da. Có rất nhiều cách làm trắng da mặt cấp tốc nhưng để duy trì hiệu quả lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn cho làn da thì không phải phương pháp nào cũng đáp ứng được. Do đó, nếu bạn muốn có một làn da sáng mịn, khỏe mạnh, rạng rỡ từ bên trong thì hãy tham khảo ngay những cách làm trắng da mặt tự nhiên tại nhà này cách một thanh lọc cơ thể và làn da có một thực tế là tình trạng cơ thể của bạn sẽ được phản ánh qua làn da chính vì vậy việc giúp cơ thể loại bỏ các chất độc tích tụ không chỉ có lợi cho sức khỏe hệ tiêu hóa mà còn là cách làm trắng da mặt tự nhiên và hiệu quả từ bên trong phương pháp đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng là tăng cường sử dụng các loại thực phẩm có khả năng thanh lọc cơ thể nước ấm pha mật ong và chanh cũng là một gợi ý tốt cho việc giải độc cơ thể do đó bạn cũng nên bổ sung chúng vào chế độ ăn uống của mình bên cạnh cơ thể thì làn da của chúng ta cũng rất được thanh lọc định kỳ để có thể loại bỏ mọi tạp chất đồng thời tạo điều kiện cho các dưỡng chất cũng như những cách làm trắng da mặt sau đó có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu không có quá nhiều thời gian bạn có thể sử dụng các sản phẩm thải độc da được đóng gói sẵn nếu yêu thích các liệu pháp chăm sóc da tự nhiên thì sông hơi cũng là một lựa chọn cực hiệu quả tuy nhiên nhớ thực hiện đúng cách và đừng lạm dụng vì sông hơi quá nhiều cũng không tốt cho lỗ chân lông của bạn cách hai có thói quen chăm sóc da đúng Mỗi người đều có một làn da và vấn đề riêng nên thói quen chăm sóc da cũng sẽ có điểm khác biệt. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm đến cách làm trắng da mặt hiệu quả và an toàn thì quy trình chăm sóc da phải chú ý tới những bước sau. Làm sạch, làm sạch da đóng vai trò rất quan trọng bởi nếu để cặn bẩn, tạp chất, da chết tích tụ trên da thì chúng sẽ gây tắc lỗ chân lông, mụn trứng cá, mụn đầu đen và khiến da trở nên thâm sạm. Do đó, ngoài việc chọn sản phẩm phù hợp, hiệu quả thì bạn còn cần phải thao tác chính xác. Đặc biệt, đừng quên tẩy tế bào chết 1 đến 2 lần trong tuần, vì đây là bước có thể cải thiện kết cấu giúp da bạn sáng mịn và đều màu hơn. Dưỡng ẩm, làn da thiếu độ ẩm thường dễ bị bong chóc hoặc tiết dầu quá mức, những yếu tố này sẽ chỉ tác động tiêu cực khiến da bị xỉn màu, mệt mỏi và nhợt nhạt. Chính vì vậy, cấp ẩm đầy đủ cũng được xem là cách làm trắng da mặt mà bạn cần duy trì đều đặn để giữ được vẻ tươi sáng, dạng dỡ cho làn da của mình. Kem chống nắng, tiêu UV có thể gây ra nhiều vấn đề da trong đó có tăng sắc tố, nám, tàn nhang. Do đó, thoa kem chống nắng là bước chăm sóc da mà bạn bắt buộc phải có trước khi ra ngoài nếu có một làn da khỏe mạnh, trắng sáng. Đắp mặt nạ, đắp mặt nạ là một trong những cách làm trắng da mặt có thể giúp bạn tăng cường hiệu quả của các phương pháp khác. Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm có sẵn thì bạn cũng có thể áp dụng những công thức đắp mặt nạ từ các nguyên liệu thiên nhiên như nghệ, trà xanh, cám gạo, dâu tây. Vì chúng khá lành tính, dễ thực hiện lại cho hiệu quả tương đối tốt. Cách 3, sử dụng sản phẩm làm trắng da một trong những cách làm trắng da mặt được rất nhiều bạn áp dụng hiện nay là sử dụng các sản phẩm làm sáng da chúng thường có dạng kem hoặc si đơm dễ hấp thụ vào da chứa các thành phần có năng cải thiện tông màu cũng như bảo vệ da khỏi các tác nhân gây sạm hay đổi màu tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho làn da thì bạn phải cân nhắc thật cẩn thận và chỉ sử dụng các sản phẩm làm trắng da mặt đến từ các thương hiệu mỹ phẩm uy tín đặc biệt là không bao giờ được quên kem chống nắng vì chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ da cũng như hiệu quả dưỡng trắng da của bạn Cách 4, thay đổi lối sống. Chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh là một trong những cách làm trắng da mặt từ bên trong có thể đem lại hiệu quả lâu dài. Do đó, bạn đừng quên duy trì những thói quen tốt để có thể dưỡng da sáng khỏe tự nhiên ngay tại nhà. Tránh đồ ăn dầu mỡ, chế biến sẵn đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây, thịt nạc và uống đủ nước. Tập thể dục thường xuyên để loại bỏ độc tố, cân bằng hóc môn, tăng cường lưu thông máu giúp da khỏe mạnh, dạng dỡ hơn ngủ đủ giấc để da có thời gian nghỉ ngơi hồi phục cũng như hấp thụ các sản phẩm dưỡng trắng da cách năm bổ sung vitamin có lợi cho da cũng giống như cơ thể làn da của chúng ta cũng cần những loại vitamin nhất định để duy trì vẻ khỏe mạnh và dạng dỡ do đó nếu việc tiêu thụ các thực phẩm giàu dưỡng chất và vitamin chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của cơ thể thì bạn có thể chọn cách bổ sung thông qua đường uống đây cũng là cách làm trắng da mặt được khá nhiều chị em áp dụng nhờ độ tiện lợi nên nếu bạn không có thời gian chăm chút cho chế độ ăn thì nên tham khảo. Một số loại vitamin cần thiết cho làn da khỏe mạnh và sáng mịn tự nhiên. Vitamin C tăng cường khả năng chống oxy hóa, bảo vệ và cải thiện làn da. Vitamin A ngăn ngừa lão hóa và mụn trứng cá nguyên nhân khiến da không đều màu. Vitamin E ngăn ngừa khô da nguyên nhân khiến da bị xỉn màu. Vitamin B3 điều trị các tổn thương và nám da vitamin k hỗ trợ cải thiện các đốm đen và sẹo mụn